Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Nay em mới về được lô mai chiếu thủy nè, ngâu nè, kim quýt, khế gân, bông trang. Hàng cũng khá là đẹp không nha anh em. Rồi ổi xá lị luôn anh em ơi. Đó, cây đầu tiên đây là cây kim giòn, mai chiếu thủy kim giòn. Đó, anh em coi bông nè. Đó, hoa rất là thơm nha anh em. Nè, cây này là anh em về vô cái chậu chơi là cực kỳ đẹp luôn á. Phí nó cũng hơi cao anh em bán cây thì là em bao phí vận chuyển, do đó anh em không khỏi phải lo phí vận chuyển ha. Phí vận chuyển em lo hết ha. Cây này cái dàn đế nè, để đặt đó, rất là đẹp cây luôn ha. Cái kim giòn khá là to ha, hoành ngay vị trí này nha. 38 hoành, thóc thân lên là 30, thóc thân 30. Chiều cao cây này là 1m1, chiều cao 1m1, ngang chắc cỡ 1m mấy nữa. Tàn ngang là 1m3 của chú chị ơi. Ồ, cái tàn khủng lắm. Hàng khá là đẹp nghe anh em. Này về mình đi chơi thôi. Này về chơi Tết là hết chỗ chơi luôn, hoa rất là thơm mai chú thủy anh em ơi. Đó, lá chung nữa ha. Đó, rất là đẹp. Rồi cây này em giao lưu với anh em là 2.9 triệu thôi. Đó, em bao ship cho anh em, tặng nhà cho anh em luôn ha. Chỉ là 2.9 triệu thôi, cây kim giòn cực kỳ đẹp luôn nè. Đó, về mình chơi Tết là hết chỗ chơi luôn em ơi. 2.9 triệu có cây thành phẩm chơi Tết nè em ơi. Rồi đổi phôi luôn em ơi. Rồi tiếp theo là cây mai chiếu thủy nghe nè. Đó, này da xanh lá lớn nghe nè. Cây tàn thiên nhiên cực kỳ đẹp luôn á. Rất là đẹp nha. Đó, anh em. Rất là đẹp hay quái. Đó. Đi ra như giống như cái bình tích vậy đó. Đó, khá là đẹp cái cây này nè anh em ơi. Quái cây. Em đo cái thân chủ giữa nha. Thân này là 27 nè. 27 hoành. Hoành cái bệ nha, nguyên cái bệ nó là 1m, nguyên cái bệ 1m, bệ đặt nha cô chú anh chị. Chiều cao là 57, chiều cao 57, bệ đặt cứng ngắc luôn nha. Rồi cây mã số là D2. Rồi cây này thì em giao lưu với anh em là 1.5 triệu thôi anh em ơi, bao ship tặng nhà cho anh em á. 1.5 triệu D2. Tiếp theo D3 cốt nha. Đó, cây này một cốt khá là đẹp. Bỏ trên này bỏ cây tử đi. 37 bỏ nhánh tử nha, đo luôn cây tử luôn rồi nha. Đo luôn cây nhánh tử luôn, nó liền luôn. 43 hoành cái bệ đặt ở trong nha, đo đặt ở trong nè là 88. Chiều cao là 40, đường kính bầu này là 54 nha. Mới sơn cái. Đó, này cũng là da xanh lá lớn nha anh em. Ồ, cây này bông dữ lắm, bông anh em ơi. Đó. Cây một cốt đế gì, cây này tiêu chung mấy hàng này cũng lâu lớn lắm rồi anh em. Đế đặt luôn á. Cây mã số là D3. Cây này giao lưu với anh em là 1.2 triệu thôi anh em ơi. Bao ship tặng nhà cho anh em luôn á. Rồi, tiếp theo là cây trang. Cây trang. Này là trang đỏ mà đỏ sen á anh em ơi. Nữa để em xem cho cái hình cho anh em xem. Này hàng hiếm ha. Đỏ thái lá nhỏ đó. Đỏ thái mà giá nhỏ mà trang giống người ta gọi là trang sen đó. Trang sen mà đỏ dúm bông dúm như này rất là dày á. 32 hoành. 32 hoành. Đó, khá là đẹp. Chiều cao là 63. Chiều cao 63. Cành tai cành thiên nhiên nha. Bảy đế đặt nha. Cái này là liền một củ đế nha cô chú anh chị, liền một củ đế thịt luôn. Rồi cây mã số là D4. Cây này thì em giao lưu với anh em là 1.2 triệu ha anh em. Đó, 1.2 triệu bao ship toàn quốc luôn ha. D4. Tiếp theo cây mã số D5. Cây này cây vàng Pháp nha anh em, hàng hiếm ha, vàng Pháp hàng hiếm đó. Cây này là kiếm được cái củ trang vàng Pháp là hàng hiếm ha. Cây này nó dưới cộng mai vô đây nghe anh em, cái này cộng mai vàng á đó, dính tiêu vô tới đây nè đó. Đâm chầu luôn. Chỉ có dưới cộng mai nó vô thôi. Cái này vàng Pháp ha. Rất là đẹp nha. Tổng hoành là 40. Tổng hoành 40 nha anh em. Chiều cao là 29 ha. Chiều cao 29, cương đo cái cốt cốt bự trên này nhiêu. Cốt đó đó. Cốt chủ của nó là cái 17 ha. Cốt chủ là 17. Cây này nó kéo sẹo hết trơn nha anh em. Đây đây, quay từ từ cho anh em xem nè. Đâm chầu lại luôn rồi. Đó, kéo sẹo. Không, cái này nè nó kéo sẹo nè nghe anh em.
Đó, cái đầu nào cũng kéo xẹo hết trơn, bít hết trơn nha anh em. Vàng Pháp mà kiếm cái cũ gì cũng hơi hiếm nha. Vàng Pháp nha anh em. Cực kỳ đẹp luôn á. Bonsai. Rồi, cây này giao lưu với anh em là 5,2 triệu ha. Cây mã số là D5, cây trang vàng Pháp lá chung ha. 5,2 triệu. Bao ship cho anh em luôn nha. À, rồi xẻ. Tiếp theo cây ổi xẻ. Ổi. À, ổi xẻ ha, trái nó cũng to vậy nè nghe anh em. Rất là sai trái ha. Cây cũng quái cây lắm ha. D6. Đế lực lắm nha, đế đều luôn. À. Hoành là 20. Chiều cao là 43. Rồi cây mã số là D6. Rồi cây này giao lưu với anh em 500k thôi anh em ơi. Bao ship tặng nhà cho anh em luôn. Cây ổi ha. D6 500. D7. D7. Đó. À. Đường thăng rất là đẹp nha. Lắc lượng ha. 23 hoành. Chiều cao là 58. Rồi cây mã số là D7. D7. Đó. Rồi cây này giao lưu với anh em 600k thôi anh em ơi. Bao ship tặng nhà luôn. D7 ổi ổi xẻ ha. Trái to rất là đẹp. D8. D8 tiếp tục cây ổi xẻ ha. Cây này là xù nha anh em. Nè. Đó. Nó lên xù luôn nè. Cục nè. Rất là già nha. Rồi nó có cái lỗ chỗ này thôi nhưng lành chưa nè, xiện chưa nè. Đó. Nhưng cây nhìn khá là quái anh em ơi. Lực cây lắm. Nhìn lực cây lắm. Rồi. Như lực sĩ vậy. 30 hoành. Chiều cao là 35. Rồi cây mã số D8 ha. Rồi cây này thì em giao lưu với anh em là 700k thôi anh em ơi. Bao ship tặng nhà luôn. D9 ngâu. Đó, D9. Cây này cây ngâu anh em. Quá trời củ ngâu luôn anh em ơi. Muốn xù luôn, củ nó muốn xù luôn nha. Lùng lực nha. Đó, cây xù gốc chân nè nghe anh em. Nè. Sai quá đẹp luôn anh em. Đó, nó già mà nó xù luôn á. Cây này bonsai tặng thiên nhiên là cực kỳ đẹp luôn đó. Cốt khá là to. Rồi, đủ hoành đi. Lộn thước à. Hoành là 46. 46 hoành. Chiều cao là 35. Cây rất là lực cây nha. Về chính. Rồi, cây này em giao lưu với anh em là 1,7 triệu đó anh em ơi. 1,7 triệu bao ship tặng nhà. Cây D9 á, cây ngâu ha. Tiếp theo cây ngâu luôn. Tiếp theo cây D10. Hàng khủng bố bà ba luôn anh em ơi. Cốt cành chi đẹp, đẹp hết trơn ha. Cây này thì nó bị cây chạy da lỗ này nha. Lỗ này nhưng mà liền hết trơn nè. Nó kéo xẹo mạnh lắm. Kéo lắm. Rồi. Cơ hoành ngay vị trí này nghe cô quý chị. 38 hoành. 38 hoành. Chiều cao là 40. Chiều cao 40. Cây cũ rất là đẹp nha. Cây mã số là D10. Rồi cây này giao lưu với anh em 1,2 triệu thôi anh em ơi. Bao ship tận nhà ha. Cây ngâu ha. Bông rất là đẹp nha anh em. Bông màu vàng đậm rất là đẹp luôn á. Kim quýt. Rồi kim quýt hàng độc nhất vô nhị luôn anh em ơi. Đó. Anh em coi cái chi mà nó nhạo nó uống này. Em nói anh em nào mà uống được cái chi nó nhạo cỡ này ha, không dưới 10 năm. Đó, tại vì kim quýt anh em vô dây rồi nó rất là lâu lớn anh em. 8 hoành. Chiều cao là 48. Đế cũng đều đẹp luôn nha. Đó anh em coi cái chi kìa, nhạo kìa. Rất là đẹp luôn anh em ơi. Đó. Rồi cây mã số là D11. Rồi cây này thì em giao lưu với anh em 1,5 triệu thôi anh em ơi. D11 1,5 triệu. Bao ship tặng nhà cho anh em luôn ha. D12. Đó, cây khí gân ha anh em. Trái rất là dữ luôn anh em. Đó. 30 hoành. 30 hoành ha. Chiều cao là 70. Chiều cao 70. Rồi, cây mã số D12. Đây cũng là cây cuối cùng của clip nha anh em. Rồi. Cây này giao lưu với anh em là 1,1 triệu thôi anh em ơi. Bao ship tặng nhà cho anh em luôn á. Cây đâm chồi sống khỏe hết trơn luôn rồi. Đó, khế trái ậm mầm luôn anh em. Rồi, xin chào anh em. À, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em clip sau ha. Anh em nhớ đăng ký kênh để mình được theo dõi video sớm nhất nha anh em. Rồi xin chào anh em, hẹn gặp lại.